Sau gần một tháng trẻ mầm non, học sinh tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tuy Phong triển khai chặt chẽ các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 và chủ động xây dựng phương án dạy học hiệu quả đảm bảo chất lượng. Công tác phòng chống dịch ở các cơ sở giáo dục luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu. Việc tiếp nhận học sinh và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn được triển khai rất chu đáo. Cơ sở vật chất, các thiết bị vệ sinh môi trường, y tế tại trường học như thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn được trang bị đầy đủ. Trên địa bàn huyện Tuy Phong có 42 cơ sở giáo dục cấp mầm non và tiểu học. Sau gần một tháng trở lại học trực tiếp, các em đã dần bắt nhịp trở lại. Công tác dạy và học đi vào ổn định, nề nếp, phòng giáo dục và đào tạo huyện yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế và phụ huynh để theo dõi, đảm bảo tình hình sức khỏe cho học sinh. Việc củng cố kiến thức sau thời gian dài học trực tuyến cũng được lên phương án kỹ lưỡng, chủ động, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả, chất lượng nhưng không gây quá tải áp lực cho các em.